Namasvaya, chào bạn thân mến. Rất vui Nguyễn Hiếu được gặp lại bạn trong bài tập yoga đánh tan toàn bộ phần mỡ xung quanh eo của chúng ta. Và trong những bài tập trước thì chúng ta đã cùng luyện tập những cái động tác để tác động loại bỏ và làm mềm toàn bộ ở mỡ bụng trên, bụng dưới, mỡ sau lưng và hai bên eo. Và trong bài tập này thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những cái động tác mà để giúp chúng ta tác động mạnh hơn tới toàn bộ vùng eo của chúng ta và loại bỏ hoàn toàn thừa, giúp cho vòng eo của chúng ta săn chắc và thu gọn trở lại được hiệu quả hơn. Chúng ta cùng bắt đầu với bài tập này. Xin mời bạn ngồi gập chân lại, chân phải của chúng ta gập lại đó, và chân trái chúng ta gập ra phía sau mông, sao cho bàn chân ôm vòng quanh mông và đảm bảo hai phần mông của chúng ta đều được chạm sát xuống dưới sàn. Bạn đã sẵn sàng với tư thế chưa? Chúng ta cùng bắt đầu. Nếu sẽ xoay người trở lại, các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Đó, chân phải gập và chân trái ôm vòng quanh hông của mình. Hai tay bạn đặt trên đầu gối, hít vào thật sâu. Bạn vươn hai tay lên, đẩy giãn căng lồng ngực, và bạn sẽ cảm nhận cái phần cơ bụng của chúng ta cũng được tác động để làm mềm nhanh chóng. Từ từ hạ tay ra phía sau mông, cách mông 15 cm, và bạn nâng hông lên đẩy căng hông. Hông đẩy căng về phía trước này, đó, và cánh tay phải được đặt sát tai, thở ra, hạ mông, hạ tay xuống vị trí ban đầu. Lần 2, hít vào, nâng hai tay lên, vòng tay trái ra sau, chống và đẩy hông căng lên, đẩy về phía trước, thở ra, hạ hông, hạ tay xuống vị trí ban đầu. Chúng ta tập 5 lần động tác này. Lần thứ 3, hít vào, bạn vươn tay lên đẩy giãn căng lồng ngực, vòng tay ra sau, đẩy hông, ấn đầu gối chạm sàn, thở ra, hạ hông, hạ tay xuống. 4, hít vào, bạn vươn tay lên, vòng ra sau hông, từ từ đẩy hông thật căng lên, thở ra, hạ hông, hạ tay xuống. Lần cuối cùng, hít vào, bạn vươn tay lên kéo sát cột sống, thở, hạ tay trái xuống, nâng hông, ấn đầu gối, uốn người ra sau, bạn hít thở đều và giữ. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, bạn hạ tay, hạ hông xuống, thả lỏng, và chúng ta cùng đổi bên. Bây giờ chúng ta sẽ gập cái chân trái lại và chân phải chúng ta lại ôm vòng quanh mông của mình, bàn chân. Bạn ôm vòng quanh mông, chúng ta tránh để gập cái ngửa cái bàn chân ra sẽ rất là khó chuyển động cho cái bộ khớp của mình. Bạn hãy co gập chân lại, đó, mông chạm sàn, lưng bạn giữ thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, chúng ta bắt đầu nha. Hít vào, bạn vươn hai tay lên kéo giãn dài trước cột sống, từ từ vòng tay phải ra sau mông cách 15 cm, và chống tay nâng hông lên sao cho cánh tay trái sát về tai, thở ra, hạ hông, hạ tay xuống. Lần 2, hít vào, bạn vươn hai tay đẩy giãn lồng ngực, vòng tay phải ra sau, từ từ nâng hông lên, đẩy căng hông, thở ra, hạ hông, hạ tay xuống. 3, hít vào, vươn tay lên, vòng ra sau hông, từ từ đẩy căng hông uốn người, thở ra, hạ hông, hạ tay xuống. 4, hít vào, vươn tay lên, thở ra, vòng tay ra sau, đẩy căng hông uốn người, từ từ hạ tay, hạ hông xuống. Và nhịp cuối cùng, hít vào, bạn vươn hai tay lên, vòng tay ra sau, chúng ta đẩy hông căng lên và giữ thở đều 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, bạn hạ hông, hạ tay xuống, thả lỏng. Bạn khoanh hai chân lại, hai tay đặt trên đầu gối, chúng ta thư giãn trong cuộc sống nào. Hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn dài trước, ép bụng, gót chân, từ từ thở ra và hạ trái xuống sàn. Sau đó hít, bạn lại cuộn từng lớp, từng lớp, từng lớp sống và nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn vươn dài người đẩy về phía trước, nhẹ nhàng gập trán xuống và hít vào, bạn cuộn từng lớp sống lên, sau đó thả lỏng. Chúng ta tiếp tục
chân trái bạn vẫn giữ gập lại và chân phải bạn đặt gót chân qua cái cổ chân của bên trái, gót chân trái kéo sát về mông, lưng giữ thẳng lên. Hai tay bạn ôm lấy lòng bàn chân của bên phải, thẳng lưng lên nào. Chúng ta bắt đầu hít vào, bạn kéo duỗi thẳng căng chân phải. Tuy nhiên mới một vài lần đầu chúng ta sẽ bị cái chân của chúng ta chưa được thẳng, thì bạn có thể hạ thấp xuống và kéo thẳng chân của mình ra. Sau khoảng vài động tác thì cái gân chân mềm rồi thì bạn hãy nâng cao nhất có thể. Cái bài tập này vừa tác động tới vùng bụng và sẽ giúp cho đôi chân của chúng ta rất thẳng và đẹp. Thở ra, hạ chân xuống. Lần hai, hít vào, bạn kéo thẳng căng chân của mình, mắt hướng nhìn về ngón chân. Thở ra, từ từ bạn hạ chân xuống. Chúng ta tập 10 lần động tác này. Lần ba, hít vào, bạn kéo thẳng căng chân lên. Thở ra, bạn hạ chân xuống. 4, hít vào thật sâu, bụng phình lên và chân duỗi thẳng. Thở ra, bạn hạ chân xuống, siết chặt bụng lại. Lần 5, hít vào, bạn kéo thẳng căng chân của mình. Thở ra, từ từ hạ xuống. 6, hít vào thật sâu, bạn kéo các chân hướng thẳng nhìn bàn chân. Thở ra, từ từ hạ xuống. Lần 7, hít vào, duỗi thẳng căng chân phải. Thở ra, bạn hạ xuống. 8, hít vào, bạn kéo thẳng căng chân. Đến động tác thứ 8 này thì bạn sẽ thấy là chân của chúng ta khá thẳng và mềm đúng không? Thở ra, hạ chân xuống. 9, hít vào, bạn kéo các chân nhìn ngón chân. Thở ra, từ từ hạ xuống. Và nhịp cuối 10, hít vào, bạn kéo thẳng căng chân, giữ ở đây và hít thở đều.